Tạo một thói quen lành mạnh hàng ngày là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để xây dựng cuộc sống chất lượng hơn, sức khỏe được cải thiện tốt hơn và thành công hơn trong cuộc sống. Không chỉ thói quen hàng ngày của bạn ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể của bạn mà còn tác động trực tiếp đến mức độ căng thẳng, thói quen ngủ và cách ăn uống của bạn. Tất cả những gì mà bạn làm đầu tiên vào buổi sáng cho đến những gì bạn làm cuối cùng vào ban đêm, nó đều đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành lên sức khỏe tổng thể của bạn. Hãy dành thời gian xem hết 12 điều mà mình chia sẻ sau đây và cố gắng thực hiện nó để cải thiện được tình trạng sức khỏe, kiểm soát căng thẳng trong cuộc sống nha bạn. Trên thực tế, cấu trúc trong ngày và những thói quen của bạn chọn nó có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và thể chất, tinh thần, cảm xúc của bạn. Những thói quen lành mạnh được thực hiện một cách thường xuyên và nhất quán có thể là sự khác biệt hoạt động ở mức độ hiệu quả cao nhất trong ngày hay đang đấu tranh để đạt được mục tiêu sức khỏe của bạn. Mặc dù mỗi người là một duy nhất và lối sống của mỗi người khác nhau, nhưng có một số thói quen hàng ngày lành mạnh chung mà mọi người có thể thực hiện để cải thiện sức khỏe của mình. Điều thứ nhất nha mà mình muốn chia sẻ đó là dậy sớm, đó là công thức của những người thành công. Mình cũng chia sẻ luôn ở đầu video này để nói lên tầm quan trọng của việc dậy sớm. Được rồi, bạn không cần phải thức dậy vào lúc gà chưa gáy đâu, nhưng thức dậy vào một thời gian phù hợp theo cá nhân mình là khoảng từ 5 đến 6 giờ sáng. Đó là điều cần thiết để có sức khỏe tối ưu. Cơ thể, não bộ con người đã phát triển ra để tạo nên một cái thói quen, một nhịp sinh học giúp điều chỉnh chế độ ngủ được thiết lập bởi môi trường tự nhiên của chúng ta, đặc biệt là sự mọc và lặn của mặt trời. Nhịp sinh học tự nhiên này cũng tương ứng với mức cortisol tự nhiên của cơ thể, một loại hormone nổi tiếng với vai trò trong quá trình trao đổi chất, hệ thống miễn dịch và phản ứng căng thẳng và mức năng lượng của chúng ta. Ở trạng thái cân bằng, nồng độ cortisol bắt đầu từ 2 đến 3 giờ sau khi ngủ và tiếp tục tăng vào sáng sớm giúp đánh thức chúng ta. Nồng độ cortisol trong cơ thể sau đó sẽ đạt đỉnh vào khoảng từ 8 giờ 30 cho đến 9 giờ sáng và tiếp tục giảm dần trong ngày. Do đó, tuân theo nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể với mức cortisol là một cách đơn giản để tối đa hóa mức năng lượng, năng suất và sức khỏe tổng thể của các bạn. Nếu các bạn không hiểu cortisol là gì thì cortisol là một loại hormone corticosteroid được sản sinh bởi một bộ phận tên là zona fasciculata trên vỏ của thượng thận. Đây là một loại hormone vô cùng quan trọng và được xem là một loại hormone chống stress. Nó làm tăng huyết áp này, tăng đường huyết và có tác động ức chế miễn dịch, chống dị ứng. Điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là uống nước. Khi làm bất cứ điều gì khác, đó vô cùng quan trọng, một thói quen nhỏ nhưng vô cùng hiệu quả nha. Giữ đủ nước là điều quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Mặc dù chúng ta đã nghe nói rất là nhiều lần, nhưng cái thói quen nhỏ này thường bị bỏ qua. Cơ thể của chúng ta thì có tầm khoảng 60% là nước. Đó, và không uống đủ nước có thể dẫn đến mất nước nhiều hơn. Trên thực tế, mức độ mất nước thấp có thể liên quan đến mệt mỏi, này, đau đầu và giảm căng thẳng. Đó, nó là còn làm giảm cảm giác thèm ăn của các bạn nữa. Mặc dù bắt buộc phải uống nước trong cả ngày, nhưng một trong những thời điểm tốt nhất mà mình khuyên các bạn đó là uống nước vào buổi sáng trước khi các bạn làm bất cứ một việc gì khác. Khi thức dậy thì các bạn nên uống cho mình một ly nước. Đó, nó cực kỳ là tốt. Hãy cố gắng hình thành lên cái thói quen này, uống một ly nước lọc vào buổi sáng. Nó không chỉ giúp giải khát nha, mà nó còn giúp cơ thể cung cấp nước này, bù nước cho chúng ta, đồng thời hỗ trợ quá trình tiêu hóa và trao đổi chất trong cơ thể của chúng ta được tốt hơn. Tiếp đến là điều thứ ba, thì các bạn hãy dành thời gian cho việc di chuyển. Ngày nay, với xã hội phát triển, với lối sống của chúng ta thường ít vận động hơn, chúng ta ngày càng di chuyển ít hơn. Vậy nên chúng ta hãy dành thói quen đi bộ nhiều hơn trong mỗi ngày. Thì bây giờ xã hội phát triển mà đã qua rồi cái thời mà cuộc sống hàng ngày của chúng ta bao gồm lao động chân tay, và do đó chúng ta phải dành thời gian cụ thể cho cuộc sống vận động. Tập thể dục có những lợi ích sức khỏe to lớn cho cả cơ thể và tinh thần. Có rất nhiều cách khác nhau để tạo ra sự chuyển động trong ngày của bạn. Thì cho dù bạn yêu thích đi xe đạp này, bơi lội hay là khiêu vũ, đến phòng tập gym, bạn phải dành ra một số hình thức vận động mà bạn yêu thích, dành thời gian cho nó hàng ngày. Ví dụ nha, công ty mình ở lầu 3, thay vì mình đi thang máy thì mình sẽ đi cầu thang bộ, hoặc là chọn tuyến đường xa nhất để tới
chỗ gửi xe của công ty mình để có mình luôn luôn cố gắng để được vận động nhiều hơn trong ngày. Việc này sẽ giúp mình giảm bớt căng thẳng và có thêm thời gian suy nghĩ và có thêm thời gian suy nghĩ để sáng tạo nội dung, lên kịch bản, content gì đó. Đó, hoặc là có thời gian, những cái thời gian này á, mình có thể tập trung nhất có thể để suy nghĩ ý tưởng này, hay là nghĩ về những cái cách giải quyết công việc, nó cũng rất là hay. Việc mỗi ngày một ít, 5 phút lên cầu thang bộ của công ty và 5 phút đến chỗ lấy xe của công ty, thì mình có 10 phút tập trung suy nghĩ. 10 phút tập trung suy nghĩ này thì nó sẽ giúp mình giảm stress, đồng thời là được vận động thể chất bằng cách đi bộ. Đó, nó làm cơ thể của mình khỏe hơn. Hình thành, các bạn hãy nhớ hình thành cái thói quen này nhá. Điều thứ tư mà mình muốn chia sẻ đó là dành thời gian nhiều hơn ở bên ngoài. Hít không khí trong lành thường xuyên là một trong những cách mà đơn giản nhất để cải thiện sức khỏe tổng thể của các bạn. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời giúp cơ thể của mình sản sinh ra vitamin D, chất được chứng minh là có nhiều chức năng thiết yếu trong cơ thể. Thiếu vitamin D thì có liên quan đến mệt mỏi này, suy giảm hệ thống miễn dịch, đau xương và đau lưng. Chiều chiêu thay, vitamin D là một trong những loại vitamin được phổ biến nhiều nhất, trong khi việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hàng ngày có thể là một giải pháp cho mối quan tâm này. Vì vậy, cho dù là mùa xuân, mùa hè, mùa đông hay mùa thu, hãy đảm bảo rằng hãy dành thời gian bên ngoài mỗi ngày nhé. Mình cố gắng duy trì thói quen đi dạo vào mỗi buổi sáng và mỗi tuần 2 lần mình tắm nắng. Mình rất thích tắm nắng để có được làn da nâu khỏe mạnh. Điều thứ năm là ngồi xuống khi ăn. Việc này khá là đơn giản đúng không các bạn? Đến giờ ăn, hãy ngồi xuống. Hành động ngồi xuống này không chỉ giúp đảm bảo rằng chúng ta không phải ăn thật là nhanh để di chuyển hay làm việc khác, mà ăn trong khi ngồi xuống nó còn giúp hỗ trợ tiêu hóa này. Ăn trong khi ngồi, bạn phải ăn chậm lại và nhai thức ăn đang ăn. Điều này là bước đầu tiên và là quan trọng nhất trong quá trình tiêu hóa của bạn. Hành động ngồi giúp đảm bảo rằng cơ thể ở tư thế tối ưu hơn cho việc tiêu hóa của bạn. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên đứng trong khi ăn khắp nơi trong nhà, hãy nhớ đến điều đơn giản nhỏ nhặt này là vừa ăn vừa ngồi để giúp nâng cao cảm nhận về thức ăn và sức khỏe của bạn. Điều thứ 6 mà mình muốn bổ sung vào list những thói quen lành mạnh hàng ngày đó là đi bộ, là một trong những thói quen lành mạnh nhất mà các bạn có thể thực hiện nó ngay hôm nay. Đừng chần chừ nữa, những lợi ích mà nó mang lại thực sự là hiệu quả, cho thấy rằng việc đi bộ hàng ngày có lợi ích rất ấn tượng về sức khỏe và tinh thần cũng như thể chất của chúng ta. Đi bộ không chỉ giúp cải thiện về vấn đề thể chất mà nó còn cải thiện được các dấu hiệu tim mạch và giúp ngăn ngừa tăng cân của bạn nữa đấy. Và nó còn được chứng minh nha, chứng minh là duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày, bạn sẽ cải thiện tư thế, tâm trạng và tuần hoàn, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính cũng như giảm bớt mệt mỏi và trầm cảm. Hơn nữa, đi bộ mỗi ngày dù dài hay là ngắn đều có thể giúp tăng cường thời gian ở ngoài đường và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nó cũng hỗ trợ thêm cho chúng ta về việc sản xuất ra vitamin D, nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Điều thứ 7 là dành thời gian để nấu ăn. Mình là người không biết nấu ăn, nhưng thời gian gần đây thì mình cũng hình thành lên thói quen học nấu ăn. Nó là một trong những thói quen lành mạnh hàng ngày đơn giản nhất mà bạn có thể làm, và nó là một trong những món quà tuyệt vời nhất của bạn có thể tặng cho sức khỏe của bạn đấy. Mặc dù nấu ăn thường được coi là một công việc vặt, nhưng trên thực tế nó là một kỹ năng cơ bản của con người cần thiết để đáp ứng nhu cầu cơ bản của chúng ta. Việc nấu ăn không chỉ giúp kiểm soát chất lượng của thực phẩm mà bạn còn có thể giúp bạn đánh giá cao hơn về món ăn của bạn tự làm và có mối liên hệ với nó. Nếu bạn chỉ hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng mỗi đêm hoặc gọi món mang về thì khó hơn để mang trách nhiệm vào thói quen ăn uống của các bạn. Hơn nữa, nấu ăn là một hình thức chăm sóc bản thân đơn giản mà có thể thực hiện mỗi ngày, trở thành một trong những thói quen lành mạnh hàng ngày có lợi nhất. Điều mà các bạn cảm thấy hạnh phúc hơn khi tự tay nấu ăn cho bản thân và được nấu ăn cho những người thương yêu nhất, nhìn họ ăn những cái món ngon, đó là cái điều tuyệt vời nhất đối với các bạn luôn. Cho nên, ngay từ bây giờ các bạn hãy học một món ăn gì đó đơn giản và hình thành thói quen tự nấu ăn hàng ngày nhé bạn. Điều thứ 8 mà mình muốn chia sẻ ở đây đó là ăn rau. Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên bạn được yêu cầu ăn rau. Bố mẹ của bạn cũng nhắc thường xuyên đấy. Vì vậy, hãy coi đó là một lời nhắc nhở đơn giản. Rau không chỉ là thực phẩm toàn phần mà nó còn giàu vitamin, khoáng chất. Nó là nguồn chất xơ tuyệt vời để giúp duy trì đường ruột khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón này và các vấn đề về tiêu hóa của các bạn. Những người ăn rau thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh mạch vành này và đột quỵ thấp hơn khoảng 20% so với những người ít ăn rau hơn 3 khẩu phần mỗi ngày. Hơn nữa, nhờ việc bổ sung nhiều rau hơn vào
chế độ ăn uống của các bạn, nó là cái điều quan trọng để cải thiện sức khỏe của các bạn. Điều thứ 9 mà mình muốn chia sẻ đó là hãy tắt điện thoại của các bạn đi. Bỏ điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân đi có vẻ là một cách đơn giản, nhưng những kết nối 24/7 có thể được cho là nhiều tác dụng phụ tiêu cực đối với sức khỏe của chúng ta. Một người bình thường có 8 cái tài khoản mạng xã hội và dành ít nhất 2 giờ 24 phút để kiểm tra điện thoại của họ mỗi ngày. Chỉ cần nghĩ về tất cả những thời gian có thể dành cho việc bên ngoài, di chuyển và tập thể dục, nấu ăn, kết nối với kỹ thuật số liên tục này có thể làm tăng căng thẳng và nhận thức của các bạn. Việc tiếp xúc với ánh sáng xanh đã được chứng minh là có thể ngăn chặn quá trình sản xuất melatonin tự nhiên của cơ thể, không thể thiếu đối với nhịp tim, nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể và các mô hình giấc ngủ của chúng ta. Vì vậy, thay vì lướt mạng xã hội cho đến tận nửa giờ sáng, hãy tắt điện thoại của các bạn đi ít nhất 1 giờ trước khi đi ngủ và cho phép bản thân mình thư giãn. Đó, thư giãn không bị áp lực gì bởi kỹ thuật số cả. Điều thứ 10 mà mình muốn chia sẻ ở đây đó là kết thúc một ngày với một căn phòng gọn gàng. Cho dù bạn có nhận thức được hay không, không gian vật lý của chúng ta đang sống có ảnh hưởng khá là lớn đến cách hành xử trong tâm lý của chúng ta. Một phòng ngủ lộn xộn này, một phòng khách bừa bộn và một nhà bếp mà hơi dơ có thể là nó có tác động tiêu cực đến trạng thái và tinh thần của chúng ta. Việc dọn dẹp không chỉ giúp cho chúng ta có những công việc được nấu ăn nó được trơn tru hơn. Đó, khi mà nhà phòng khách của chúng ta sạch sẽ, chúng ta có thể tận dụng nó làm sàn để tập thể dục được dễ dàng hơn bằng cách tạo ra nhiều không gian, thời gian hơn, mà nó còn giảm bớt sự bực bội, cải thiện hiệu quả và nó có thể là chất xúc tác, đó là sự thay đổi bên trong của bạn tiếp theo. Vì vậy, sau mỗi ngày hãy dọn phòng ngủ của mình thật sạch nhé các bạn. Đi ngủ với một căn phòng sạch sẽ cho phép bạn thức giấc với một khởi đầu hứng khởi hơn và không phải đối mặt với một mớ hỗn độn bừa bộn trong cái phòng ngủ của ngày hôm qua. Điều thứ 11 mà mình muốn chia sẻ là bạn hãy nên đọc một cái gì đó. Đọc sách mang lợi ích rất là lớn cho cả sức khỏe, thể chất và tinh thần của bạn. Với những lợi ích đó có thể tồn tại suốt đời nha. Đọc sách đó là kiến thức, mà kiến thức nó đi vào trong đầu thì nó theo bạn suốt cả đời. Đọc sách không chỉ có thể kích thích được sự phát triển của não bộ mà nó còn giúp giảm căng thẳng, ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức do tuổi tác và thúc đẩy một giấc ngủ nó ngon hơn. Đọc sách là một cách rèn luyện sức khỏe tinh thần của bạn, mà nó cũng giống như cách bạn chăm sóc cơ thể đó. Điều quan trọng là chăm sóc não bộ của bạn có được tư duy tốt hơn mỗi ngày. Và điều 12, điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đó là các bạn hãy đi ngủ sớm. Ngủ là thời gian duy nhất trong ngày mà cơ thể của chúng ta có thể thư giãn, nghỉ ngơi và phục hồi. Thật không may, nhiều người trong chúng ta đang thiếu ngủ 8 giờ mỗi đêm và điều đó có thể gây ra được tác động nghiêm trọng về sức khỏe của chúng ta. Nhiều người bỏ giờ đi ngủ để làm các việc như xem TV này, lướt mạng xã hội và với các trò chơi điện tử. Nhưng theo thời gian, điều này có thể phải trả giá bằng sức khỏe của chúng ta. Thiếu ngủ hoặc ngủ kém chất lượng có thể liên quan đến các vấn đề về trí nhớ, thay đổi tâm trạng, suy yếu khả năng miễn dịch, thay đổi hành vi ăn uống và gia tăng lão hóa. Chưa kể giấc ngủ đã được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ giảm cân, và thiếu ngủ thì các bạn biết rồi, đã được chứng minh là mất cân bằng hormone insulin, leptin, cortisol và loại nhiều hormone khác có tác động rất lớn đến cân nặng. Hơn nữa, đi ngủ sớm thực sự sẽ giúp các bạn thức dậy sớm dễ dàng hơn. Đây là một trong những thói quen lành mạnh hàng ngày quan trọng nhất mà bạn có thể làm. Vì vậy, nếu bạn là một con cú đêm, hãy cố gắng đi ngủ sớm hơn một chút bằng cách đặt giờ giới nghiêm cho bản thân nha. Thành thật mà nói, không có gì tốt hơn là đi ngủ sau 10 giờ tối, tắt tất cả các thiết bị kỹ thuật số của các bạn đi và đọc sách để tập trung vào việc nhắm mắt và thư giãn. Bằng cách tập trung vào những thói quen nhỏ lành mạnh hàng ngày này á, thì các bạn hãy cố gắng nha, duy trì thói quen này lâu dài, và việc phát triển nó, hình thành lên những thói quen lành mạnh hàng ngày sẽ cần một thời gian đấy. Và sự cống hiến, quyết tâm hay cam kết với bản thân ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay một chút. Hãy nhớ rằng là cái việc dành thời gian thực hiện những thói quen lành mạnh cho cá nhân để giúp bạn đảm bảo sức khỏe và thành công lâu dài hơn trong cuộc sống cũng như trong công việc của bạn. Một thói quen nhỏ nhưng nó có thể quyết định đến chất lượng cuộc sống của các bạn rất là lớn về lâu về dài. Mình là Việt Anh, luôn chia sẻ những gì liên quan đến sức khỏe. Hãy đăng ký kênh của mình để biết thêm về những bài tập tại nhà và những vấn đề về sức khỏe của mình chia sẻ nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.